dịch vụ là đất được nhà nước đền bù cho những hộ dân bị thu diện tích canh tác để làm đô thị hay dự án. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hà Nội, tiến độ cấp đất dịch vụ diễn ra rất chậm chạp và vẫn đang kéo dài từ năm này qua năm khác, đã khiến đời sống của nhiều hộ dân gặp không ít khó khăn. Ít ai nghĩ rằng nhiều hộ dân như gia đình bà Phan Thị Hảo tại thôn Phú Thượng, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh vẫn phải sống và sinh hoạt trong điều kiện eo hẹp như thế này. Vì trên giấy tờ, họ đã được đền bù đất để ở sau khi bị thu hồi một số lượng lớn đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp Quang Minh. Hai vợ chồng thì ông ấy thì lại chân đau què, không làm được cái việc gì, mà tôi thì có tuổi rồi, không công ty doanh nghiệp nào lấy nữa cả. Cho nên là bây giờ công việc là không còn cái gì, chỉ có trông chờ vào đồng lương của con cái nó đi làm. Một số gia đình vẫn còn đất nông nghiệp nhưng cũng không thể sản xuất, bởi toàn bộ mặt bằng này đã lấp hết đường kênh mương nội đồng. Theo thời gian, đất nông nghiệp cũng đã bị hoang hóa. Gia đình nhà tôi hiện nay là còn khoảng độ gần 3 sáu đất nữa. Thế trước kia vẫn làm, mấy năm tôi cách đây 2 năm tôi không làm được thôi. 3 năm nay tôi không làm được vì là tôi đang làm thì lúc kia tôi bắt đầu tập thể cũng làm cái đất dịch vụ đấy, nó vùi hết cả dòng. Thế bây giờ mưa thì ngập không thối dòng màu, giờ cây lúa thối hết. Thế mà cạn thì nắng khô không có nước. Vào thời điểm đền bù năm 2001, mỗi sào ruộng ở đây được trả 16.620.000 đồng, một số tiền không phải là lớn. Và khoảng 90% bà con ở đây đã mất hết đất nông nghiệp, tương đương với trên 200 mẫu ruộng. Giờ họ chỉ trông chờ vào đất dịch vụ được chia để phát triển kinh tế. Nhưng từ năm 2001 đến năm 2008, khi trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, và từ năm 2008 đến nay, từ khi sáp nhập về thành phố Hà Nội, người dân vẫn cứ phải chờ đợi. Điều đáng nói là không phải huyện Mê Linh không có đất để chia cho người dân. Hơn 10.000 hecta đất ở đây đã được giải phóng xong mặt bằng từ năm 2006. Diện tích đất dịch vụ vẫn tiếp tục không có chủ, bị bỏ hoang. Suốt 10 năm qua, người dân đã nhiều lần kiến nghị và nhiều lời hứa cũng đã được đưa ra. Người dân cho biết, mỗi lần địa phương có sự kiện lớn hay tiếp xúc cử tri, lãnh đạo huyện và lãnh đạo thành phố đều hứa. Nhưng đến bao giờ lời hứa ấy mới thành hiện thực vẫn là một câu hỏi. Dân chúng tôi là trông vào đâu? Trông vào lãnh đạo địa phương, trông vào lãnh đạo của xã, trông vào lãnh đạo của huyện, trông vào lãnh đạo của cấp trên. Nhưng mà cứ hứa hết lần này, hứa hết lần kia. Là huyện du cho thị trấn đẩy cho huyện, huyện lại đẩy cho sở, cho phòng. Và quan trọng nhất, bây giờ thị trấn người ta phải thiện chí, huyện phải thiện chí, thì dân chúng tôi mới được hưởng quyền lợi. Các khu đô thị đã mọc lên, các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Nhưng những người dân đã nhường đất cho dự án vẫn chưa nhận được đền bù. Chúng tôi mang băn khoăn này để đến gặp lãnh đạo các cấp tại Mê Linh. Tuy nhiên, cũng như những người dân, chúng tôi cũng nhận được một lời hứa là sẽ trả lời trong thời gian tới.